Trên vùng đất nổi tiếng của địa đạo Củ Chi năm xưa đánh Mỹ và ngay giữa lòng tam giác sắt, một thời diền vang bom đạn, ngày nay sau hàng chục năm giải phóng thành phố và thống nhất đất nước, Đảng Bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tạo dựng nên công trình đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi, một công trình dành cho hệ thống mai sau những mái, tri ân và tự hào. Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ chi là một công trình tập hợp những đóng góp phần vật chất và trí tuệ của đồng bào, của lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bậc lãnh đạo trí thức, văn nghệ sĩ, nhân dân và nghệ nhân. Mỗi người đóng góp bằng sự nhiệt tình của trái tim cháy bỏng, của đạo lý và trí tuệ trong sáng nhất để làm nên một quần thể kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc. Đền được xây dựng trên một vùng đất rộng khoảng 7 hecta, khởi công vào ngày 19 tháng 5 năm 1993. Nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 103 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 19 tháng 2 năm 1995, đền tưởng niệm khánh thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón lớp lớp những người đoàn trong nước và nước ngoài đến tưởng niệm và trầm ngâm về một lễ sống còn đã làm nên hồn thiêng dân tộc. Đền tưởng niệm được các nhà kiến trúc, những nhà xây dựng và những người tâm huyết tạo thành một quần thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng, mang bản sắc văn hóa Việt, một cách tinh tế, dịu dàng như tâm hồn dân tộc Việt. Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dừa gồm có các hạng mục, cổng tam quan, cổng quan được kiến trúc theo phong cách cổ truyền của dân tộc với các hàng cột tròn, trên lập ngói âm dương, cổng có hoa văn, họa tiết, mái cong của những cổng đình làng, nhưng được cách tân bởi những vật liệu mới, chính giữa cổng tam quan là biển đề, đèn bến dược và trên các thân cột là những câu đối của bài nhà thơ Bảo Định Giang, nhà Văn Bia. Nhà Văn Bia là một nhà vuông có hai mái, lợp ngói. Ở giữa đặt một tấm bia đá cao khoảng 3 mét, ngang 1,7 mét, dài 0,25 mét nặng 3,7 tấn. Tấm bia đá này được lấy từ một khối đá nặng 18 tấn ở Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và được các nghệ nhân đẽo gọt, chạm khắc những hoa văn độc đáo của dân tộc. Bài văn được khắc họa vào bia đá với tựa đề Đời đời ghi nhớ của nhà thơ Viễn Phương được chọn trong một cuộc thi có 217 bài thơ ở 29 tỉnh, thành phố. Bia văn thật sự là một áng văn hùng bất hùng hồn và bất hủ, vừa được thể hiện hào khí ngất trời của dân tộc ta, vừa nói lên cái tâm nhân hậu của người dân tộc, cái hùng bạt núi san đèo của nhân dân, cái nghĩa tình cao cả đầm thắm của bao đồng bào đồng chí đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để làm nên những trang lịch sử vẻ vang trói lọi. Đèn chính kiến trúc mang dáng dấp đèn đài cổ của Việt Nam vừa tôn nghiêm vừa tĩnh mịch điện thờ bố trí theo hình chữ u trung tâm bàn thờ là tổ quốc chính giữa có tượng chủ tịch hồ chí minh phía trên ghi vì nước quên mình tổ quốc ghi công đời đời ghi nhớ tả hữu là hai hương án thờ các bậc tiền hiền tiền liệt và đồng bào chiến sĩ đã hy sinh chưa tìm được tên dọc theo các bậc tường bên trái là liệt sĩ khối dân chính đảng các bậc tường bên phải là liệt sĩ lực lượng vũ trang tên liệt sĩ được khắc vào bia đá hoa cương chữ mạ vàng. Có 44.357 liệt sĩ được ghi tên trong đền, gồm mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sĩ. Trong đó có 9.322 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành phố khác nhau. Hàng ngày, có lượt người đến tìm tên của thân nhân và đồng đội đã nghẹn ngào, xúc động vì đã tìm thấy được tên, biết được nơi an táng và những chi tiết của liệt sĩ do ban quản lý cung cấp. Chúng ta vừa xúc động, vừa tự hào với những con người ưu tú của quê hương được khắc tên trong đèn. Từ nay, hương hồn của các liệt sĩ sẽ được ấm áp, thanh thản bởi hàng ngày có biết bao nhiêu người dân hoa, thắp hương tưởng nhớ đến những người đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Tháp thể hiện sự vươn lên đỉnh cao trong tương lai. Tháp 9 gồm 9 tầng, cao 39 mét trên vách tháp có nhiều văn hoa phù điêu thể hiện cuộc sống và văn chiến đấu của nhân dân củ chi đất thép thành đồng đứng trên tầng cao của tháp chúng ta có thể ngắm nhìn một phần của vùng căn cứ cách mạng mà địa danh đã đi vào lịch sử vùng tam giác sắt hoa viên từ khu đất đầy hố bom cằn cỗi do chiến tranh tàn phá nay điền đã có một mảng hoa viên mượt mà tươi đẹp hòa nở quanh năm với nhiều loại hoa cây kiểng quý do nhiều nghệ nhân và các nơi gửi tặng đặc biệt các đồng chí lãnh đạo trung ương thành phố và các tỉnh đã trồng lưu niệm nhiều loại cây quý ở đây